Thân chào các bạn, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cây xanh, đặc biệt là dòng hoa cây cảnh và cây công trình đô thị, với mong muốn xây dựng nền nông nghiệp bền vững và từ kinh nghiệm thực tế, công ty cây xanh Ngọc Trang chúng tôi đã sản xuất ra dòng túi vải ươm trồng cây với chất liệu vải không dệt có rất nhiều ưu điểm vượt trội mà các dòng vật liệu trồng cây khác không có được. Túi vải ươm trồng cây đạt được các tiêu chí sau: thoát nước tốt, siêu nhẹ, siêu dai, siêu bền, không hấp thụ nhiệt nên không làm hỏng rễ cây và đặc biệt có giá thành cực kỳ hợp lý. Trồng cây được sản xuất bằng loại vải không dệt, có rất nhiều lỗ châm kim nhỏ tạo độ thông thoáng nên thoát nước rất tốt, không gây nước đọng cho cây như các vật dụng dùng để trồng cây khác. Hơn nữa, túi vải trồng cây tùy theo kích thước chỉ nặng tầm vài gram đến vài chục gram, có thể gấp gọn nên rất dễ dàng trong việc di chuyển. Ngoài việc dùng phương pháp kiểm tra chuyên dùng cho ngành may hiện nay, thì bạn cũng có thể kiểm chứng bằng việc cho túi vải vào nước và vò mạnh. Sau vài phút thì vải vẫn đạt độ dai và cứng, không bị nhào nát. Cùng với thực tế đã được dùng để trồng cây thí nghiệm trên vườn ươm, nên túi vải đạt độ bền với môi trường tự nhiên từ 3 đến 5 năm tùy theo nhu cầu sử dụng. Khác với các vật dụng trồng cây khác bị hấp nhiệt do thời tiết nắng nóng, thì túi vải trồng cây có màu trắng sáng, không hấp thụ nhiều nhiệt nên không làm hỏng bộ rễ mà còn góp phần giúp cây phát triển tốt. Do túi vải được may kín không có lỗ hổng như các dòng chậu, túi bầu khác nên côn trùng không thể chui vào làm hỏng rễ cây. Túi vải ươm trồng cây đã được các nước phát triển dùng trồng cây từ rất lâu và túi vải trồng cây bắt đầu được đưa vào Việt Nam sản xuất mạnh trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây. Hoa hồng là một dòng cây rất kỹ tính. Để chăm được một vườn hoa hồng luôn xanh đẹp, sai hoa thì cần phải có sự tỉ mỉ và cẩn thận chọn các vật tư phù hợp như phân bón, đất trồng, chậu trồng. Túi vải trồng cây đã được các nhà vườn lựa chọn và được áp dụng rộng khắp các tỉnh trên cả nước như Mê Linh, Hưng Yên, Nam Trực, Nam Định. Nếu cây lớn được trồng dưới đất thì khi di chuyển cần phải đào đánh, chặt bớt rễ, cắt bỏ hết tán lá thì cây mới có thể sống được, nhưng vẫn có tỷ lệ hao hụt tùy vào đặc tính của cây. Đã có rất nhiều công ty và nhà vườn dùng tấm nhựa quay gốc cây, nhưng do tấm nhựa không có đáy nên khi di chuyển cây đến nơi trồng mới, cần phải bó lại bầu đáy mới có thể di chuyển được. Và cây mới trồng thì không thể cầu chuyển mà phải chờ ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm. Túi vải ươm trồng cây đã khắc phục được tất cả các vấn đề trên và còn có nhiều ưu điểm ưu việt lớn hơn nên đã và đang được nhiều công ty cây xanh và nhà vườn lựa chọn. Tùy theo sự lớn nhỏ của cây có thể chọn quy cách túi cho phù hợp. Ứng dụng túi vải trồng cây cho các dòng cây khác như cây ăn quả, hoa cây cảnh, rau xanh, cây trên mái hay trên sân bê tông đều được các nhà vườn hay cá nhân hộ gia đình ứng dụng. Túi vải trồng cây có thể tự phân hủy nên bạn yên tâm về môi trường nhé! Giá thành hợp lý và có nhiều sự lựa chọn cho bạn. Túi vải trồng cây do công ty cây xanh Ngọc Trang sản xuất, được sản xuất trong nước nên không mất chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều mẫu vải nên các bạn thoải mái lựa chọn và đặt hàng. Chúng tôi có thể cung cấp hàng cho bạn sau vài giờ hay từ 1 đến 2 ngày tùy theo số lượng và quy cách bạn đặt hàng. Mọi thắc mắc bạn vui lòng gọi vào số điện thoại 0976363085 24/24, 0355686768, 0972897575 vào giờ hành chính. Công ty chúng tôi áp dụng chính sách giá mua càng nhiều giá càng rẻ và bạn được cung cấp các mức giá khác nhau cho bạn tha hồ lựa chọn. Công ty chúng tôi cam kết 100% chất lượng như mẫu cung cấp về kiểu dáng và chất lượng vải nên bạn có thể kiểm tra và trả lại ngay nếu sản phẩm không giống với mẫu cung cấp. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày làm việc thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!